Cha tôi đang tìm anh. Anh nghe một chút đi. Trời ơi, chuyện gì thế này? Bố của Yên Thanh Ti lại tìm Mạc Lam. Thế nào, cha tôi tìm anh có chuyện gì? Chú ấy muốn tôi giúp giám định một số thứ. Tôi phải đi bây giờ. Anh vẫn chưa có máy mới nhỉ? Dùng cái này của tôi trước đi. Tôi cũng tiện tìm anh. Cũng được. Vậy tôi về lớp đây. Yên Thanh Ti, chúng ta là bạn bè có đúng không? Đương nhiên rồi. Lần sau cùng nhau đi chơi nữa. Quan hệ của bọn họ lại tốt như vậy hả? Lần sau, trước đây từng đi chơi cùng nhau hay sao? Thật muốn có số của cô ấy quá. Muốn WeChat của cô ấy. Hơn nữa còn rất nhiều ảnh cá nhân. Trời ơi, nghĩ xem. Mạc Lam, điện thoại của yêu nữ thần. Không biết là bên trong có những thứ gì. Cô không xứng. Thưa cô, em có việc cần phải xin nghỉ. Mạc Lam, em đi đâu thế? Pháp khí trên trái đất này còn có thứ gì dùng như pháp khí hay không? Chào ngài, tôi là thư ký của Yên Tiên Sinh. Tôi họ Dương. Đây là thị trường chơi đồ cổ lớn nhất ở thành phố này. Hàng hóa lớn nhỏ có sạch sẽ hay không đều thông qua từ đây. Hai hôm trước chúng tôi nhận được một lô pháp khí, là pháp khí của một vị cao tăng để lại. Người đưa tới là Điền Gia của thành phố Phong Linh. Bọn họ còn dẫn tới một vị hóa kinh tông sư, lai lịch không nhỏ. Pháp khí đó ước định là ngàn năm, ước tính là nghìn vạn. Cho nên Yên Tống mới mời ngài tới nhìn qua giúp. Đời này không chỉ có Yên Gia chúng tôi và Điền Gia, còn có mấy vị đại não có tiếng nói ở trong đạo. Cho dù Yên Gia chúng tôi có thực lực hùng hậu, cũng không muốn đắc tội với bọn họ. Cho nên xin ngài nghe theo lời của Yên Tổng. Lúc không nên nói chuyện thì tuyệt đối là không được nói nhiều lời. Tôi biết phải làm như thế nào. Chúng ta tới rồi. Đó là gia chủ của Điền Gia, Điền Hữu Vi. Mạc tiên sinh, ngài tới rồi. Yên Tổng đúng ngàn vàng mua cốt ngựa. Đến cả Cao Bần Đạo cũng thấy cảm động. Hay là ngài bàn bạc với bần tăng một chút. Chỗ ta có không ít đệ tử mới nhập môn, sẽ có một người giúp được Yên Tổng. Đừng có cho lợn lành thành lợn què. Nếu ông nhìn không thuận mắt thì cứ cút đi. Cậu gọi Yên Tổng là vì khách khí. Thật cho bản thân mình là Yên não gia tử rồi. Điền Gia bọn ta làm ăn thuận lợi, Yên Gia các người cứ phải xen chân vào người chơi đồ cổ. Vậy chúng ta sẽ nói lý một phen. Yên Tổng, mời xem vật này. Yên Tổng, giới thiệu một chút về Mạc tiên sinh. Cái mồm vô dụng thì có tác dụng gì? Có báu vật thì lấy ra đi. Đạo phu ta nhìn qua rồi đi ngay. Tiểu tử, ngươi có tài đức gì mà bước vào đây, cút ra ngoài. Đây là nhà ngươi. Không phải, nhưng phòng này là Linh tiểu thư. Thế ngươi nói nhiều thế làm gì? Đợi đến lúc ngươi trở thành chủ nhân của căn phòng này rồi mới đuổi ta ra ngoài đi. Mạc Lam, anh quên lời tôi đã nói với anh rồi sao? Đúng thật là long tranh hổ đấu. Các vị gia gia bớt giận. Đầu là việc thay cho Yên Tổng. Không cần phải như vậy. Người đâu, lấy ghế cho Mạc tiên sinh ngồi. Mạc tiên sinh, chỗ ta không đủ chỗ xếp. Ngài ngồi đằng sau Yên Tổng nhé. Như vậy tôi cũng dễ rót trà cho ngài. Ngài đừng làm khó ta nha, cũng được. Đồ mặt dày. Được rồi, nếu mọi người đã tới đông đủ, chúng ta mau chóng xử lý mấy thứ ở phía sau thôi. Mọi người đều bận rộn cả. Mọi người nhìn xem, đây là thanh đao vàng, được rèn bằng vàng nguyên chất, vàng nguyên chất thật sự. Vừa mới ra đầu tháng trước. Còn nóng hổi đấy. Thứ này mà xuất hiện trên đời này, lại thêm một truyền thuyết đồ long nữa. Đồ tốt. Bình thường thôi. Điền Gia, ngài hà tất phải giả bộ với chúng tôi chứ? Giá của thanh đao này chỉ ít là 1.000 vạn.
nếu không sẽ không xuống kệ. Hừm, không khác những nơi khác là mấy, là hàng mười mấy vạn. Tiểu tử, ngươi không có tư cách tới xem. Đừng có làm lỡ thời gian của mọi người nữa. Thứ tạp nham gì cũng nên bận, cũng nên sờ một cái. Phải đợi đến bao giờ mới xong? Đúng thế. Tưởng nơi này là trại rau hay sao? Yên tổng, ngài cứ để hắn ngồi ở đây, ngồi ở bên đó là được rồi. Nước muốn lên, hắn không có cái phúc ấy đâu. Yên tổng, nếu ngài không tin tôi thì có thể để tên nhóc này bon chen vào. Thời gian của tôi là rất quý báu. Nếu đã có người giúp ngài xem qua báu vật, vậy tôi bây giờ sẽ đi ngay. Tần đại sư, ông nặng lời rồi. Ai mà không biết, một ánh mắt của ông đã định sống chết chứ. Nếu có ông đích thân qua xem, tôi đương nhiên là yên tâm rồi. Tiên sinh, ngài ngồi xuống xem những tiền bối xem xét thế nào trước đi, học hỏi một chút. Ngài yên tâm đi, lát nữa sẽ để ngài xem xét một chút. Ừ, không có bản lĩnh thì không nên lộ ra mặt. Đứa trẻ có thể dạy bảo. 300 vạn, 400 vạn, 600 vạn, 900 vạn, 1.150 vạn. Thanh đao vàng này, trong số bảo đao ta từng gặp qua cũng xếp vào hạng 6-7. Yên tổng có thể trả thêm, tuyệt đối là không lo sợ. 1.200 vạn. Mấy vị gia, bây giờ thứ này là vật cuối cùng rồi, thứ này là pháp bảo đấy. Giá trị khó mà đo lường được, mọi người cùng xem đi. Đây là pháp khí, không sai, đây chính là pháp khí. Pháp khí chiêu ra rất nhiều loại, lại có thể thao túng sức mạnh trời đất, được gọi là pháp khí thượng đẳng. Loại có thể nâng cao các mặt của năng lực, được gọi là pháp khí trung đẳng. Trong nhà một số cổ thế võ gia sẽ có, mà lại có thể khiến con người an thần, giải tỏa mệt nhọc, nuôi dưỡng cơ thể, được gọi là pháp khí hạ đẳng. Ông có thể nói ra ba loại pháp khí thượng, trung, hạ, xem ra không uổng sống mười mấy năm. Vậy ông biết chiếc tam thanh quan này dùng để như thế nào hay không? Đương nhiên là đội lên đầu rồi. Nhóc con vô danh cũng chỉ có trình độ đó mà thôi. Cái gì mà nhìn cái định sống chết, ha ha. Nếu như có người có gan đội tam thanh quan nên thử xem. Có gì mà không dám. Thế nào, sợ rồi? À, Tiểu Tần, bài học này dạy cho ngươi, ngươi phải nhớ cho kỹ. Tục đạo trưởng thật là có mắt nhìn, không biết tam thanh quan này là có lai lịch gì. Có thể nói cho chúng tôi biết, để chúng tôi mở mang tầm mắt hay không? Hay, bí mật thật sự, không truyền tai nhau, tôi có thể khẳng định, ở tỉnh Giang Nam này không có người thứ hai biết sử dụng tam thanh quan này. Ông chủ điền, ông cứ trả giá mua lại là được. Tôi thấy chỉ có ông mới có thể mua được tam thanh quan này, những người khác cầm lấy cũng chẳng có ích gì. Làm sao, các ông hết người rồi à? Yên tổng, lần sau phải mời người có năng lực thực sự mới được đấy. Yên tổng, ông chuẩn bị báo giá đi, hay là anh đích thân xem lại lần nữa, hay là bằng tiên sinh này của anh không phải vẫn luôn ngồi đó xem hay sao? Để cậu ta nên xem một chút cũng được. Mạc tiên sinh, ngài nhìn ra được điều gì không? Tôi còn không nhìn ra, một thằng nhóc thì hiểu được cái gì? Anh xác định để tôi xem hộ không? Ồ, không lẽ Mạc tiên sinh này thật sự có thể nhìn ra sao? Tôi cũng rất muốn biết đấy. Hay, thật không ngờ Yên gia nổi danh đường nãy thành phố Giang Đô lại là bộ dạng như thế này. Lại đi còn một học sinh đến xem cho. Yên gia suy tàn rồi. Mạc tiên sinh, hiếm khi có cơ hội, ngài cứ nên xem một chút đi. Không cần nên xem, đây không phải là pháp khí gì cả. Vượt quá 100 vạn thì đừng mua. Cái gì? Đây không phải là pháp khí. Quả nhiên là một tên nhóc không có tài cán gì. Tôi đã nói đừng lãng phí thời gian của mọi người ở đây mà. Bây giờ đã tin hay chưa? Một bảo vật có thể làm bỏng loạn thần, sao lại không phải là pháp khí cơ chứ? Yên tổng, anh không mua cũng đủ xem thường đồ vật của bọn tôi như vậy.
500 vạn tôi mua. Minh tiểu thư, trước đây cô bán cho tôi bức tượng thần này, cô có ấn tượng hay không? Tôi nhớ đây là bảo vật tôi truyền từ Chu gia tới đây. Điền tổng, ông hỏi như vậy là có chuyện gì ư? Lúc đó tôi nói với cô là bảo vật, nhưng tôi đem về nghiên cứu 3 ngày, cái gì cũng không có. Bây giờ tôi muốn trả hàng, lấy lại 2.000 vạn, tượng thần này tôi không lấy nữa. Cái này thì khó xử lý rồi đây, giao dịch tự do, mua bán đã xong. Bây giờ ông nói muốn trả lại hàng, hình như là không thích hợp cho lắm. Cô bán hàng giả, đã tới đây chính là muốn trả hàng, có gì mà không hợp lý. Hàng này tuyệt đối là thật, chỉ là tạm thời, ông tìm không ra cách giải nó mà thôi. Nếu như vị khách nào cũng làm bậy như thế này, tôi còn làm ăn gì nữa? Ây, cô còn biết cô là người làm ăn, có người làm ăn như cô hay không hả? Vị thuộc đạo trưởng ngồi cạnh tôi đây là đắc đạo cao nhân, hạng nhất tỉnh, thành phố Giang Nam, đến ông ấy cũng không nhìn ra. Vậy cho thấy hàng này của cô là đồ giả. Các người thật sự là biết bày trò. Lừa não tử mua cái thứ rẻ rách này. Yên tổng, đây là bảo vật, ngài có thể mua. Tiểu tử, cậu đừng có nói linh tinh. Tam thanh quan, cậu nói không phải là pháp khí, tượng thần không có chút pháp lực gì, cậu lại bảo là đồ tốt. Cậu thực sự nghĩ Yên tổng dễ lừa hay sao? Ở tiên sinh, chuyện này không có liên quan tới chúng ta không cần xen vào. Các người không cần phải cãi nhau nữa, tôi trả giá 2.000 vạn tôi mua. Nhóc con, ngươi là thân phận gì mà dám báo giá? Xem ra ngươi vẫn chưa hiểu rõ quan hệ chủ tớ nhỉ. Ở đây là nơi nào có thể bán giá linh tinh hả? Gan to thật đấy. Ở đây không có lời nói chơi. Yên tổng, anh thực sự dùng 2.000 vạn mua lại tự thần của tôi hay sao? Không phải không phải, mà tiên sinh chỉ là nói đùa chút thôi. Tôi không có đùa. Nếu Yên tổng không lấy thì tôi lấy, 2.000 vạn tôi trả. Tượng thần này là của tôi. Nhóc con, cậu chắc là nói 2.000 vạn chứ không phải là 2.000 tệ đấy chứ? Cậu có không vậy? Nếu cậu có 2.000 vạn, vậy tôi sẽ không trả hàng này cho Linh tiểu thư nữa, trực tiếp chuyển nhượng cho cậu. Nhóc con, cậu bỏ ra 2.000 vạn mua bức tượng thần này, không lẽ cậu nhìn ra bí mật bên trong đó? Nhìn ra hay không, không là chuyện của tôi. Ông có bán hay không? Bán, lập tức giao dịch. Bác tiên sinh, không ngờ ngài ra tay lại hào phóng như vậy, cũng coi như là giúp tiểu nữ một việc. Nếu như ngày nào đó giải được bí mật của tượng thần này, cổ tượng này nhớ phải nói với người ta đấy. Tượng thần cũ kỹ này thì có gì bí mật chứ? Chẳng qua vung tiền vào thứ vớ vẩn mà thôi. Suy cho cùng thì vẫn còn lo lắm. Làm trong ngành của chúng ta, không giao chút tiền học phí thì sao học được? Nhưng 2.000 vạn này đúng là có hơi đắt một chút. Bác tiên sinh, nếu đã vui tới vậy, chi bằng cậu giải bí mật của tượng Phật này cho mọi người cùng xem, để bọn tôi mở mang tầm mắt cũng được. Mỗi người các người đều cho rằng mình thân phận cao quý, hôm nay vừa hay ta cho các người thấy cái gì là núi cao còn có núi cao hơn. Xuyệt. Kỳ huyết huyền hoàng, long chiến phu dã. Trời ơi, đây chính là chỗ huyền bí của thần tượng hay sao? Làm sao có thể? Chứ sao có thể bay ở trên ngực, bay ở trên không trung được? Nhất định là ta hoa mắt rồi, bên trong thần tượng này vậy mà lại giấu kim tự. Tổ tông của ta ơi, long chiến phu dã, huyết kỳ huyền hoàng, đây không phải là trong kinh dịch của lão tổ tông nói sao? Sao lại có ở trong thần tượng này? Mạc Lam, mau dừng tay, thần tượng này tôi không bán nữa, 2.000 vạn này tôi trả cho cậu. Sao cơ, mua bán đã xong, giờ ông muốn lật lọng? Hừm, lật lọng gì chứ, còn chưa ra khỏi cửa tôi có quyền không bán. A Hải, ném tên tiểu tử này ra khỏi cửa,
không để bất luận kẻ nào đụng vào thần tượng của chúng ta. Chẳng qua chỉ là một ám kình võ giả mà cũng dám múa may trước mặt cổ ta, coi thường khí tức của lão tử, mày đi chết đi. Bốp. Nhãi con dám đả thương người, bần đạo hôm nay sẽ thu thập ngươi. Phá hồn truy. Tiểu tử này đúng là không biết trời cao đất dày, phàm là chúng phải phá hồn truy của ta là sẽ tán hồn, ngươi ngoan ngoãn mà đền tội đi. Ồ vậy sao? Giác. Làm sao có thể? Ngươi không phải đã trúng phá hồn truy của ta rồi sao? Tại sao vẫn cử động được? Làm sao ngươi có thể bóp nát phá hồn truy của ta chứ? Ngươi thật sự cho rằng nó có thể đẩy lùi được ta hay sao? Ta chẳng qua là nhất thời hiếu kỳ, muốn để các ngươi xem cái gì gọi là pháp khí đến trình độ nào mà thôi. Không thể nào, không có ai là đối thủ của phá hồn truy của ta. Đây chính là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ngươi nuốt kim tự của ta còn chưa phun ra. Phụp phụp phụp. Bốp. Đây mới là chân nhân, kim tự nhập thể để rèn đúc bảo thân. Sợ lại từ nay về sau nhục thể của hắn mạnh không người nào có thể địch lại được. Mạc đại sư, Mạc chân nhân, tha mạng, tha cho ta, bắt ta làm gì cũng được. Ta hủy pháp bảo của ngươi, ngươi có phục hay không? Phục phục, ta phục. Ta hủy yến mạch của ngươi, đoạn đi đạo hạnh của ngươi, để ngươi biến thành phàm nhân, ngươi có phục hay không? Phục phục, ta phục. Mạc chân nhân tha mạng. Ta làm xấu thanh danh của ngươi, cắt mất đường làm ăn, khiến ngươi thân bại danh liệt, ngươi có phục hay không? Phục phục, ta tâm phục khẩu phục. Từ nay về sau, cứ là nơi ta đến, trong vòng 100 dặm ngươi phải trốn đi, nếu không ta sẽ lấy mạng của ngươi, cút. Vâng, từ nay về sau cứ là nơi Mạc chân nhân tới, tuyệt đối sẽ không thấy bóng dáng của ta. Mạc chân nhân, tham kiến Mạc chân nhân, tham kiến Mạc chân nhân. Mạc chân nhân, tôi sai rồi. Mạc chân nhân, người tha cho tiểu nhân đi, là tiểu nhân mạo phạm người rồi. Ta dùng tiền để mua đồ của ngươi, nhìn thấy là bảo vật liền lật mặt. Lời ngươi nói không đáng tin cậy, thì là tội gì đây? Tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân đáng chết. Mạc chân nhân tha mạng, Mạc chân nhân tha mạng. Được, vừa rồi ngươi nói bảo vật này ít nhất là trị giá 200 triệu, vậy ngươi muốn cướp bảo vật của ta, ngươi đền cho ta 200 triệu đi. Ta cho ngươi thời gian là 2 tháng để chuẩn bị, đến lúc đó ngươi đích thân cầm thẻ 200 triệu đưa cho ta, ngươi có ý kiến gì hay không? Không có ý kiến, tiểu nhân không dám có ý kiến gì hết. Đã vậy thì mau cút đi. Bốp. Mạc chân nhân, hy vọng Mạc chân nhân tha thứ, bọn ta đúng là ếch ngồi đáy giếng. Lần này thứ cho các người đấy, nhưng không có lần sau đâu, đừng trách là không nhắc nhở trước. Vâng, đa tạ Mạc chân nhân lượng thứ. Mạc chân nhân, các vị khách quý, đúng là vinh hạnh gặp duyên phận. Mọi người trò chuyện lâu như vậy rồi chắc cũng đã mệt. Ở trên thủy tạ đã chuẩn bị tiệc rượu, không biết là có thể nhận lời. Có đó thử thủ nghệ của tiểu nữ hay không cũng được. Ha, đa tạ Mạc chân nhân đã nhận lời. Yên tổng, Thái đại sư, các ông chủ, hiếm khi có cơ hội, cùng vào đi, mời bên này. Mạc chân nhân mời. Mạc tiên sinh kính ngài một ly. Mạc chân nhân, trước đó đã đắc tội nhiều rồi, ta tự phạt mình 3 ly. Đã vậy, mọi người cùng uống một ly đi. Thái đại sư,
Nhân hoàng thể vừa nãy ông nói tới, có năng lực gì không? Một cổ võ cao nhân ta từng gặp nói, luyện thể chi thuật chia thành vài đẳng cấp, thường thấy nhất là tôi luyện nhục thân. Loại còn lại chính là kim trung cháo thiết bố sa mọi người thường nói rồi. Có tồn tại thật sao? Tôi còn tưởng nó chỉ là truyền thuyết mà thôi. Ta cũng là nghe nói mà thôi, Phật môn đệ tử mới có. Còn về loại thứ ba chính là thoát lý phàm thai cảnh giới. Thoát lý phàm thai đó là khí canh. Đúng vậy, đến khí canh hóa kình chi thượng thì sẽ có thiên canh địa sát chi khí, đến viên đạn cũng có thể ngăn cản được. Vật như vậy 20 năm trước có xuất hiện một người, đó là Tiêu Thiên Tuyệt. Đúng, tư lệnh trẻ tuổi nhất đặc chủng minh tộc giáo quan Tiêu Thiên Tuyệt. Tiêu Thiên Tuyệt, cậu ta là một cường nhân, một mình gây hiếp xạ địch quốc đó. Vậy 8 chữ vừa rồi Mạc Chân Nhân mới có được là, đây chính là Nhân Hoàng Bảo Thể Mạc Chân Nhân. Ngài còn thiếu hai câu kim tự: Long chiến vũ dã, kỳ đạo cũng dã, canh long hữu hối, doanh bất khả hị, khả khỉu. Có toàn bộ mấy câu này là bảo thể hoàn thành rồi. Mạc Chân Nhân, để bọn ta tiễn ngài. Không cần. Mạc Chân Nhân có muốn đi dạo xung quanh hay không? Mạc Chân Nhân muốn mua đồ sao? Vậy thì tìm đúng người rồi. Nếu không chê, để tôi làm hướng dẫn viên cho ngài. Chân Nhân, phía trước ở trong quán vậy. Phía trước cho một quán thuốc cũ, trong đó có không ít thuốc quý hiếm, có muốn vào xem thử không? Thuốc quý hiếm, nói không chừng sẽ có thứ mình cần. Được, dẫn đường đi. Linh chi mấy chục năm mua nhiều như vậy rồi, hai vị khách này có chút cổ quái. Đây, thuốc hai người cần đóng gói cả rồi đây. Hai vị đúng là có mắt nhìn, đầu tốt trong tiệm nhỏ này của ta được chọn gần hết rồi. Đợi đã, miếng gỗ này, trong miếng gỗ này có ẩn chứa một luồng linh khí, nếu để ta trồng lại có lẽ sẽ có thể tiếp tục sinh trưởng. Miếng gỗ này ta rất thích, ta muốn mua, sợ là không được rồi. Đây là món quà một cao nhân tặng cho lão gia tử nhà tôi, tuy chỉ là một miếng gỗ nhưng lại rất nhiều tình cảm. Tiền khó mà mua được tấm lòng, 20 vạn. Đóng gói lại lập tức giao tiền. Cái này được rồi. Sắp đến 12 giờ rồi, bên cạnh còn có con phố hắc thủ, mỗi tuần chỉ mở một lần. Đồ vật đa dạng kỳ quái, không biết Mạc tiên sinh có muốn đi thử hay không. Đã gặp rồi thì đi xem thử hay sao? Ấy, Mạc Chân Nhân, nhìn thứ gì có hứng thú hay sao? Tiệm này thú vị đấy, chỉ bán ba loại. Chỉ bán ba loại? Cái tiệm tên này hiếu kỳ này trước giờ chưa từng thấy. Lẽ nào tiệm này chỉ bán ba thứ đồ? Vào xem không phải là biết liền sao? Nguyệt đồ, hôm nay chúng ta sẽ quyết trận tử chiến. Aha, tiếp chiêu đi. Ông chủ, còn bán hàng hay không vậy? Đến đây, đến đây. Khà khà, xin chào, tôi là Hồng Nhị, ông chủ của tiệm này. Có phải ông có một ca ca tên là Hồng Đại không? Khi tôi tên là Hồng Nhị Gấu, còn chưa xuất hiện đâu. Các vị mời vào đi. Ông chủ, chỗ ở đây bán thế nào? Cái gì cũng 200 vạn, các loại đều 200 vạn. Nhưng mua ba bộ rồi là phải dừng tay, dù sao đây cũng là những thứ lấy từ dưới đất nên không được sạch sẽ cho lắm. Mấy chiếc chuông này có lai lịch thế nào? Chiếc chuông này rất là lợi hại đó. Nghe nói từng có một nhân vật nuôi dưỡng thiên lôi sử dụng chiếc chuông này tùy ý hô mưa gọi gió. Vậy nhân vật đó tên là gì? Hai mẫu lôi đặc, lôi chấn tử. Anh bạn à, tôi bán đồ sao mà biết nhiều như vậy chứ? Cậu tin thật sao? Ấy, sao lại có chút chóng mặt nhỉ? Chiếc chuông này có 7 cái, ông có đủ cái hay không? Xem ra gặp phải hành gia rồi. Chỗ tôi có cả, cậu mua hay không? Ông chủ, ông nói mua 3 thứ là đã dừng lại, cái này coi là 1 hay là 7 đây? Đương nhiên là 7 rồi. 1.400 vạn.
Ông không sợ giảm tuổi thọ của chúng ta hay sao? Mọi người yên tâm, tối nay quay về đã cầu xin lão tổ tông của chúng tôi rồi. Nói đây là món quà tặng cho mọi người. Cuối cùng, tiền của chúng ta đều sẽ được quyên góp từ thiện cho trẻ em vùng ngoại thành. Ha, thật sự là người có tấm lòng tử tế. Sau khi tổ vào, Linh Tiêu, Lâm Ngũ Âm khác nhau cùng Phong Hậu lập trận. Chỉ cần bàn luận hồi bị vỡ, chạm phải âm Linh Tiêu này sẽ báo cho ta. Quan Trủy Thương Vũ Giác, Thiên Nhãn Huyền Không Thành, Xuyệt Phù. Bây giờ còn quá yếu, chỉ là một thiên nhãn bé nhỏ làm tiêu hao tất cả linh lực. Tụ linh trận này thì đơn giản hơn. Tiếp theo sao dạy Yên Thanh Tiên, Nhạc Ma Âm, thiên nhãn huyền không này sẽ có thể di chuyển bình thường. Ngày hôm sau, ông Nương chào. Ây à, là Mạc Lam à, chào. Hôm nay có chuyện gì không ông? Đúng rồi, có một thầy giáo thể dục đến kiểm tra danh sách học sinh đặc biệt đến tìm cậu. Không phải cậu gây chuyện gì với cậu ta rồi chứ? Phải cẩn thận một chút. Yên tâm đi, cháu biết chừng mực mà. Tiết thể dục. Hôm nay chúng ta tổ chức thi đấu bóng rổ, đội thua phải chấp nhận bị phạt. Lục Viêm Thành, Lục Viêm thành viên đội bóng rổ. Cậu cậu còn có cậu cao cao bên đó tới đội bên trái. Ấu chỉ muốn nhắm vào tôi mà còn dùng cái thủ đoạn này. Wow, đội chúng ta mạnh thật đấy. Như thế này làm sao mà đấu, chúng ta thua chắc rồi. Thầy ơi, chia đội như vậy không công bằng. Người của hoa đội căn bản là không biết đánh bóng. Có ai vừa sinh ra đã biết đâu. Tại sao người khác được còn mình thì tại sao người khác được còn mình thì không? Nói ít thôi. Trận đấu bắt đầu. Đội thứ hai bước ra phạm quy. Kém bọn tôi 18 điểm. Cố lên. Mạc Lam đỡ đấy. Mạc Lam cậu ném đi. Cậu ta bị đánh cho ngây ra rồi sao? Ha ha. Vậy tôi sẽ ném một quả. Wow, vào thật rồi kìa. Đẹp trai quá. Vận may của cậu ta đỉnh quá. Thêm lần nữa không? Nếu các cậu muốn chịu phạt thì tôi cũng không vấn đề gì. Ôi trời, tôi không tin nổi đấy. Này cho cậu bóng. Wow, lại vào rồi, đúng là kỳ tích. Không phải chứ, Mạc Lam mình vậy. Nghĩa nào chúng ta thua rồi sao? Đây là thi đấu. Các cậu nghĩ là diễn kịch hay sao? Cứ tiếp tục như vậy, tất cả sẽ phải trừng phạt. Có bản lĩnh đấy Mạc Lam. Tôi nghiêm túc lên rồi đấy. Xem biểu diễn cho kỹ đây. Vậy tôi cũng không khách sáo nữa đâu. Muốn cản tôi? Đợi đã. Nghĩa nào? Mạc Lam lại đánh vào điểm thứ ba rồi. Bị cướp bóng đi thế nào vậy? Từ khi nào cậu ta lại lợi hại như vậy chứ? Trời ơi, kia thực sự là Mạc Lam hay sao? Không phải cậu ta không đánh bóng giỏi hay sao? Mình còn tưởng là cậu ta không biết chơi nữa chứ. Đây rõ ràng là bốn người đang đứng chặn, một mình cậu ta đánh cả năm. Được rồi, thi đấu kết thúc tại đây. Vừa rồi chỉ là một bài kiểm tra nhỏ mà thôi.
Ôi trời, cuối cùng cũng không bị tên này làm khó nữa. Không ngờ Mạc Lang lại hạ đến vậy. Đúng là được mở rộng tầm mắt. Lần sau lập đội thế nào? Như vậy thì một bên sẽ ngã mất, không đủ để chơi. Ôi hai người này mình chết mất. Ồ, cảm ơn đã tiếp đãi lòng hậu. Đang hay mà sao lại thổi còi chứ? Tranh tài là do hắn bảo, kiểm tra cũng là do hắn bảo. Giờ lại tạm dừng giữa chừng, đúng là có bệnh mà. Bảo sao đến bây giờ vẫn còn chưa có bạn gái. Bạn học Mạc Nam, thể lực của cậu cũng là tốt thật đấy. Đi theo tôi bê ít đồ đi. Những học sinh còn lại quay về học đi. Nam Kha, quay về ký tên cho tôi đi. Sao em không quay về phòng học? Em muốn làm việc cùng với Mạc Nam. Cậu ấy vừa đánh bóng xong chắc là vẫn mệt. Chỉ có hai cái bàn, em không cần phải đến đâu. Lớp trưởng cảm ơn ý tốt của cậu. Nhưng đây là chuyện của đàn ông con trai, cậu quay về đi. Vậy được rồi, cẩn thận một chút. Đồ ở phòng này toàn bộ bê đến phòng 506. Làm nghe một chút. Nếu em không bê thì sao? Không bê sao? Không bê thì tôi cũng hết cách với em. Nhưng thành tích thể dục của lớp các em thì đừng hòng ra gì. Chỉ lớp các em thôi đã có hơn một nửa không thi được nên đại học rồi. Em tự mình nhìn lấy mà làm. Người uy hiếp tôi sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Ôi trời, đáng sợ quá nè. Cậu là cái gì? Có bê hay không? Có chuyện gì vậy? Đừng có cãi nhau chứ. Ây da, Mạc Lam, sao cậu lại cãi nhau với thầy giáo vậy? Thầy giáo, Mạc Lam vẫn là đứa trẻ, hãy bỏ qua cho nó đi. Có chuyện gì thầy nói chuyện với tôi là được. Không tôi nhỉ, được. Ông đã có lòng tốt với cậu ta như vậy. Thế thì ông thay cậu ta bê hết đống đồ này lên tầng 5 đi. Thiếu cái nào, tôi sẽ không cho cậu ta bằng tốt nghiệp đâu. Ông Lương, ông về đi, cháu có thể tự giải quyết được. Không phải chỉ là bê ghế hay sao? Không sợ không sợ, để tôi giúp cậu. Tôi bê một chút là xong mà. Mạc Lam, cậu quay về lớp đi. Phan Sương, thầy có bảo người ta dừng lại không đi? Dừng lại đi không? Cậu cũng trọng tình trọng nghĩa qua đó. Hai ngày nay ông Nương đều tăng ca rất nhiều. Cậu không bê cũng được, cứ về đi. Dù sao ông Nương cũng làm xong rồi. Thêm nữa, một thầy giáo bảo học sinh bê đồ không phải là chuyện bình thường hay sao? Muốn đi báo cáo thì nhanh lên đi. Xem người ở lại là tôi hay là ông Nương. Chỉ lần này mà thôi, còn có lần sau tôi sẽ khiến thầy hồn lên Tây Thiên. Cậu ta vừa thi đấu xong sao vẫn còn khỏe như vậy? Ông Nương, ông đi nghỉ ngơi đi. Bàn ghế để cháu làm là được rồi. Không cần đâu. Ông vẫn ổn mà, cháu cẩn thận một chút. Ông Nương, hình như ngoài cửa có ai vào. Ông đi xem. Ây da, vậy ta ra đấy xem xong. Xong liền quay lại đây. Con chó họ Phản dưới kia, cút lên đây cho lão tử. Cậu. Phản rồi, cứ chờ đấy cho tôi. Mạc Nam, trong mắt của cậu còn có thầy giáo hay không vậy? Dám nói chuyện như vậy với thầy giáo. Khó ở sao? Cậu Mạc Nam, cậu này. Đang sợ sao? Ha ha, vừa gì chứ? Tôi sợ cậu sao? Bây giờ thì sao? Tôi nói rồi, động vào tôi không có kết cục tốt đẹp đâu. Mạc Nam, cậu điên rồi, mau thả tôi xuống. Thả ông xuống, được thôi. Theo ý nguyện của ông. Nha. Bịch.
Đừng động vào tôi. Bây giờ hiểu chưa? Hiểu rồi, hiểu rồi. Lần sau không đơn giản là tầng 2 đâu. Mẹ nhà nó Mạc Nam, thật sự là dám giết người. Ông Nương, cháu và Phản Xương nói chuyện xong rồi, thầy ấy sẽ phụ trách những thứ còn lại. Được được, vậy tôi quay về đây. Cậu không sao là tốt rồi. Vậy cháu đi trước đây. Ây à, được được. Cô tại sao? Đợi cậu đó lên xe đi. Đến nhà tôi dạy tôi từ khúc đi. Mau lên mau lên. Đúng đầu rồi thật à. Này trả điện thoại cho cô. Cậu có xem mấy thứ bên trong hay không? Tôi không có loại sở thích đó đâu. Đúng rồi. Cậu còn chưa mua điện thoại. Tôi Chỗ tôi vừa hay có một cái. Cậu nhận đi. Coi như là cảm ơn cậu đã dạy tôi từ khúc. Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh, cảm ơn. Hi hi, không cần cảm ơn. Số của tôi đã lưu trong đó rồi, phải thường xuyên gọi cho tôi đấy. Đây, cái chuông nhỏ này tặng cô, nhớ lúc nào cũng phải đem, cũng phải mang theo. Như vậy mới đủ linh khí để đàn được khúc từ linh để đàn được khúc linh tử mà tôi dạy cô. Được, tôi nhất định là sẽ mang theo mỗi ngày. Tôi vẫn cảm thấy khác biệt rất xa so với lúc trước. Cậu đã dùng cây nã để thổi. Có bí quyết gì hay không? Luyện nhiều là được thôi. Đúng rồi, tôi đã viết thêm lời ca. Cậu xem thử xem. Khúc này gọi là Nhược Thủy Tam Thiên. Bây giờ cậu luyện 2 tháng chạy. Cậu luyện tập 2 trang này trước. Sau đó chúng ta tìm một nơi để thử. Ngại quá đã làm phiền rồi, tôi có thể mượn chỗ này của anh để hát một bài hát hay không? Tam thiên nhược thủy, duy thủ nhất biểu tiện nhất biểu ẩm. Hay, hát rất hay. Chúc mừng cậu thành công rồi. Rốt cuộc đã trải qua những gì mới có thể khiến cậu ta sáng tác ra những ca từ khắc cốt ghi tâm như vậy? Trong tim cậu chỉ có cô ta hay sao? Bài hát này nghe hay quá, không hổ là tài nữ. Nghe nói do cô ấy tự sáng tác đấy. Mạc Lam, cháu đợi một chút. Chào dì Đàm. Đã lâu không nhìn thấy cháu rồi. Lần trước ở sinh nhật Vũ Đồng, có phải cháu đã cãi nhau với con bé hay không? Tại sao sau khi nó quay về thì lại rất là tức giận? Dì Đàm, cháu không có cãi nhau với Vũ Đồng. Dì biết cháu sẽ không làm như vậy. Dì Đàm hy vọng cháu chăm chỉ học hành, tương lai thi vào một trường đại học tốt. Ngày mai mùng 2 tháng 2, Vũ Đồng gọi vài bạn học, dì làm một chút đồ ăn ngon cho mọi người. Mùng 2 tháng 2 ư? Dì Đàm yên tâm, thành tích của cháu đủ để giúp cháu đến nơi mà mình đã muốn. Cảm ơn sự quan tâm của dì. Ngày mai cháu không qua được rồi. Thôi được rồi, có chuyện gì thì nói với dì Đàm nhé. Vâng, chào dì, cháu lên lớp đây. Alo, xin chào. Mặt chân nhân, tôi là Cận Hùng. Ngày mai chính là ngày mùng 2 tháng 2 năm đài đấu. Không biết cậu có thời gian qua tụ họp một chút hay không? Được, tôi sẽ qua đó một chuyến. Được được, quá tốt rồi. Vậy tôi cho xe đó qua đón cậu. Không cần, anh gửi địa chỉ cho tôi sẽ tự mình qua đó. Mạc tiên sinh, cuối cùng anh cũng tới rồi. Linh tiểu thư.
Là cô, không sai. Yến Nhị Gia và Hùng Gia họ biết cậu thích, biết cậu không thích quá câu lệ hình thức, vì vậy bảo tôi ở đây đợi cậu. Có điều cậu yên tâm đi, điểm này tôi hiểu. Vậy là phiền cô rồi. Đây là phong cảnh trấn nhỏ, bên kia còn giữ không ít bậc thang cổ kính. Các khách du lịch đều đi qua khe suốt từ đó leo lên các bậc thang. Nghe nói càng cao thì càng hạnh phúc. Mạc tiên sinh, hay là chúng ta cũng thử đi xem sao? Không cần đâu, tôi xem đủ rồi. Ồ được, thật sự khó đoán. Mạc tiên sinh, phòng của cậu tôi đã chuẩn bị xong rồi. Tối nay 8 giờ có một tiệc rượu ở trong trang viên, rất mong tối nay cậu dành chút thời gian đến dự được không? Tôi sẽ đích thân đến đón cậu. Không cần phiền phức, tôi tự mình đến là được rồi. 8 giờ. Mạc Lam, Mạc tiên sinh mời vào. Mạc tiên sinh, cậu tới rồi. Mời đi theo tôi, Yên Nhị Gia, Hùng Gia họ đều đang đợi cậu. Ba vị lão gia, xem ra quan hệ của mọi người với Mạc tiên sinh rất tốt, đều ra cửa nghênh đón. Người dẫn đường như tôi cũng được thâm lây. Mạc tiên sinh, đa tạ lần trước đã tặng kiếp tốt tiếp cốt đan cho tôi. Công phu mấy ngày nay cùng xương tay của tôi đã hồi phục rồi. Mạc tiên sinh, bảo bối tốt như vậy, có cơ hội chúng ta cùng nhau nghiên cứu một tụ cùng nhau nghiên cứu tìm tòi đi. Đây tuyệt đối là một thương vụ làm ăn lớn. Để luyện đan tiêu hao quá nhiều, cần phải tính toán lại. Được rồi, mọi người vào phòng rồi nói tiếp. Lúc trước đã nghe Yên nói đến bản lĩnh của Mạc chân nhân, không gặp không biết lại trẻ tuổi như vậy, không tính là gì cả. Những người trẻ tuổi hơn tôi, mạnh hơn tôi còn khối người. Mà tiên sinh, bọn ta mộng như vậy rồi còn mời cậu qua đây, thì thật là có chuyện muốn nhờ cậu giúp đỡ. Bọn ta nhận được một tin tức, người mà các lão đại ở thành phố khác dẫn theo đều là cao thủ rất có thực lực. Mặc dù bọn ta cũng đã dẫn theo Hóa Kình đỉnh phong tới đây, nhưng nếu như ngày mai có xảy ra bất chắc gì, vẫn hy vọng cậu có thể ra tay tương trợ. Cậu yên tâm đi, bất luận là thế nào bọn ta cũng sẽ không bạc đãi cậu đâu. Tôi đã đến đây rồi, lúc cần thiết tôi sẽ tự nhiên ra tay. Ây à, vừa nãy quân không lấy ra. Mạc tiên sinh, ở chỗ bọn ta đã chuẩn bị một phần lễ gặp mặt cho cậu, xin cậu vui lòng nhận cho. Mạc tiên sinh mời xem qua. Bọn ta nghe nói Mạc tiên sinh có thần quỷ chi lực, có đủ khả năng phá khai thần tượng, lấy được chân ngôn. Trong đây là một quyển Chiến Quốc Bạch Thư đã được khai quật cùng với thần tượng tượng thần kia, ghi chép lại toàn bộ sự việc về chân ngôn. Bên trong sách này thực sự nói về làm như thế nào để dung hợp kim tự chân ngôn, còn là luyện thể chi pháp ta chưa từng thấy qua. Xem ra diễn biến lịch sử nền văn minh nghìn năm này vẫn còn ẩn chứa rất nhiều dị nhân, có thể cảm thiên ngộ, tạo ra tu luyện thể hệ. Đồ tốt, đa tạ. Long chiến phu giã, kỳ huyết huyền băng. Chỉ cần đọc một lần, 8 chân ngôn niềm dung hợp. Duyệt, duyệt, duyệt. Yeah. Dâm. Đây chính là khí tức của thiên long hay sao? Sao có thể chứ? Cho dù là tại thiên long giới tộc cũng đã bị tiêu diệt sạch rồi. Đợi đã, nó đang hút lấy linh lực của ta. Chuyện gì vậy? Âm thanh này phát ra từ đâu? Phòng của Mạc tiên sinh, Mạc tiên sinh, Mạc tiên sinh, người không sao chứ? Ta không sao. Về hết đi. Mọi người lui xuống hết đi, bất kỳ ai cũng không được phiền Mạc tiên sinh. Người thế mà lại ngư ông đắc lợi. Đáng tiếc linh lực toàn thân ta đã đều bị ngư hút sạch rồi, cần phải phục hồi mất mấy ngày. Chỉ hy vọng ngày mai không cần phải ra tay thì tốt rồi. Mạc tiên sinh, người thật sự là không sao chứ? Chúng ta có thể vào trong hay không? Vào đi. Mạc tiên sinh, đã xảy ra chuyện gì với cậu thế?
Nhẽ nào quyển Trung Quốc Bạch Đế này có vấn đề. Linh tiểu thư, đổi cho ta một phòng khác đi, ta không sao đâu, các người không cần lo lắng. Chắc chắn là tên Nghiêm Cẩu đã mang thứ gì thối nát rồi, hại Mạc tiên sinh ra lông lỗ này. Hắn còn ở bên ngoài uống rượu được nữa, đợi đạo tử bắt hắn về đây. Ngày 2 tháng 2. Ây da, thật sự là ngươi. Các anh em, Hùng Nhị trùng hợp quá vậy. Còn không phải hay sao, mấy ngày trước bán chung cho cậu còn dùng tốt chứ? Đương nhiên là với cái giá 1.400 vạn của ông thì phải dùng tốt rồi. Ơi người anh em, câu này của cậu có chút chua. Chúng ta đều là bán công mà phải không? Giang Đồ Thị lần này áp lực quá lớn, không biết là Yên Nhị gia có chống đỡ được hay không. Nếu như sụp đổ, lão tử sau này đến cả mặt tiền của cửa hiệu ở châu Âu đoán chừng cũng phải đóng cửa thôi. Đúng rồi, người mua lần này là đại lão đó, nghe nói là một tông sư chân chính đến từ hải ngoại đấy. Hả? Có nhân vật nào như vậy hay sao? Nào để tôi giới thiệu cho cậu. Người xem bên đó chính là người đến từ hải ngoại. Năm kia là Đường gia, năm trước là Đoàn gia, năm nay là Chu gia. Bên đó là hai nhân vật lớn của Ngũ Dương, Ngũ Dương Thị, Xà Thần và Ô Hoa, thế lực của họ cực lớn. Còn người này chính là Phong Linh Thị Mục Nghị, đương đại hào hiệp. Những thị nhân này giống như là chiếc với lửa, như nước với lửa, cần kết giao nhiều một chút. Đây không phải là Hoàng Đại Sư hay sao? Ông ta mà lại tự mình thân chinh. Trương Tông Sư của Ngũ Dương cũng tới rồi. Giang Đô Yên Nhị ra mà lại cũng ra mặt hay sao? Hôm nay không hề đơn giản đâu. Các vị, chúng ta lại gặp mặt rồi, cho phép tôi nói một quy tắc. Văn vô thứ nhất, võ vô thứ hai, người lên võ đài sống chết tự mình chịu trách nhiệm. Làm ăn thì làm ăn, chuyện xảy ra ở trên võ đài không liên quan đến sau này. Hy vọng mọi người ghi nhớ, nếu như có người vi phạm, chính là không nể mặt Ninh gia ta, Ninh gia đương nhiên cũng sẽ không khách khí. Không hổ là người trụ cột tuyệt sắc, thể diện này ai dám đắc tội. Hùng gia, chuyện năm ngoái ông không quên đó chứ? Lão tử đã nói năm nay sẽ tìm ông tính sổ, thời khắc đó đã tới rồi. Ta còn muốn mời Trương Tông Sư xem ngươi năm nay nóng vội như thế nào kìa. Hey, hoa, đây cũng phải là xa hơn 10 mét. Đây chính là Ngũ Dương Thị Trương, tông sư đó sao, cao thủ. Quả nhiên là tiếng tăm truyền xa không hề sai. Mã sư phụ, xem ra phải mời người trực tiếp ra tay rồi. Hey. Hay. Xin chỉ giáo. Xoẹt xoẹt xoẹt. Vù. Trương tông sư này, thứ tu luyện có lẽ chính là chiêu thức phân các thác cốt, bị tay áo của hắn chạm vào thì coi như tiêu đời. Ôi ôi, trong túi áo của hai người này bỏ bao nhiêu xi măng vậy? Sao đánh đến bụi bay tứ phía vậy, nhìn không thấy người đâu. Mã sư phụ sẽ thua. Tại sao? Tuy hai người này là hóa kình, nhưng Trương Tông Sư đã là đỉnh phong hóa kình, kình lực của ông ta có thể trực tiếp phóng ra ngoài, mà Mã sư phụ chỉ là hóa kình trung giai, mà sức mạnh, tốc độ, chiêu thức, kinh nghiệm đều không bằng Trương Tông Sư. Tôi thấy sức mạnh yếu như thế này mà còn dám đấu với ta. Nha, tay của ta, tay phải của ta. Cút về bãi bùn hôi thối của ngươi đi. Hừ. Bịch. Người thắng, Ngũ Dương Thị Trương Tông Sư. Ha ha, Hùng gia, chuyến đường của ông sau này không cần gặp nữa rồi. Vận chuyển đường bộ, còn mấy món hàng khác thì lấy ra đây, để sẽ cho tôi trực tiếp tiếp quản. Đương nhiên, lão cao còn mấy thuyền đánh cá đó giờ cũng không thuộc về ông nữa. Có ý kiến gì hay không? Không có ý kiến. Ông thì dám có ý kiến gì? Ha ha. Cấp hỏa công tâm, bớt lóng. Được lắm. Một khi Mạc chân nhân hồi phục, lão tử phải trà đạp Ngũ Dương Thị các ngươi. Hay khẩu Phật tâm xà.
Ta bây giờ đã có đội thuyền rồi. Cũng chính là nói, bến cảng trên tuyến khu của sông Niu ta cũng có tư cách cạnh tranh. Ngươi còn có suy nghĩ động đến bến cảng? Bến cảng to như vậy, ngươi đừng chết nghẹn. Toàn bộ bến cảng của Long Lưu Tuyến là lớn nhất, chính là của Chu gia ta. Tên sa thần này không phải là muốn có thể động tới sản nghiệp của lão tử hay sao? Chu gia mà vận chuyển rất là bình thường, chi bằng để lại cho tôi làm đi. Sa thần, ông đừng có ức hiếp người quá đáng. Ức hiếp người sao? Sao lại như thế được? Là như vậy Chu lão đệ, các cậu sau này làm ăn chân chính thì tốt rồi. Cuộc sống trong tối của người thì đừng chặn, thì đừng động vào nữa. Thủ lĩnh giang đô của các người thì làm gì để kiếm ăn vậy? Còn nữa, dạo gần đây chuyện làm ăn của đoàn ra hết rồi. Một miếng bánh to như vậy, mấy người các người nén ăn sạch, không thấy lương tâm cắn rứt hay sao? Con chó điên này, hắn quả thực là điên rồi. Hắn lẽ nào không biết, chỉ cần thua một trận, những gì trước mắt đều sẽ bị mất hết sạch hay sao? Ai nói đoàn gia của bọn ta tiêu rồi? Đoàn gia xem như đến trận đầu tiên thì được rồi. Còn muốn lấy về địa bàn? Tam bá xin ra tay. Sa thần tiêu rồi. Người nào vậy? Dâm. Đồ vô dụng chứng tông sư. Mau lăn qua đây chịu chết đi. Xem ra là ta vẫn quá nhân từ rồi. Còn có người dám hỗn xược trước mặt của ta. Giang Lang không người. Lão cẩu nhà ngươi mới học được hai chiêu thức đã bắt đầu lên mặt rồi. Được, ta đứng không động, nhường ngươi ba chiêu. Trong ba chiêu phá được hạp phòng ngự của ta, ta sẽ tự sát tại chỗ. Chẳng khí công ngoại phóng hộ thể mà thôi, chẳng có gì lại hại, chẳng có gì ngăn cản được. Làm quang bích, thật quá thần kỳ. Ta đang ở trong thế giới tiên hiệp hay sao? Tuyệt đối là không phải là khí công ngoại phóng. Đây là khí canh cảnh giới. Trời ơi, hắn đã đột phá hóa kinh cảnh giới rồi, đã hình thành khí canh rồi. Khí canh đã hơn 10 năm nay chưa có ai đột phá được, ở đây thế mà lại ẩn giấu tuyệt thế cao thủ. Đây, cho ngươi một cơ hội, còn hai quyền nữa. Đây chính là khí canh chân khí chân chính, thực sự chính là khí canh cao thủ. Ta nhận thua, không biết tiền bối quy tính đại danh là gì. Bán Long Môn truyền nhân. Bán Long Môn, hải ngoại Bán Long Môn. Ngày đó, Bán Long Môn trưởng môn đem toàn bộ ba tỉnh Giang Nam để ép biến mững không nhóc đầu lên được. Chả trách, hóa ra là truyền nhân của Bán Long Môn. Chết tiệt, lần này Giang Nam gặp nạn rồi. Bán Long Môn này không phải là người. Cô xuống, hoa, bịch. Vài ngày trước, cháu trai của ta bị Mạc Chân Nhân giết chết ở bến cảng Chu Gia. Hôm nay, ta là tới để báo thù Mạc Chân Nhân. Yên nhị ra, Mạc Chân Nhân đâu? Máu của hắn ta cút ra đây chịu chết. Mạc Chân Nhân luyện công gặp rắc rối, bây giờ tuyệt đối không thể nào đẩy hắn vào con đường chết. Mạc Chân Nhân, vết thương của người đã hồi phục chưa? Mạc Chân Nhân, mau cút ra đây. Lúc giết cháu trai của ta không phải là rất hung hăng hay sao? Bây giờ thì biết sợ chết rồi à? Ngươi nếu như mà không ra, đã tử sẽ quấy rối toàn bộ Giang Đô thị, không ai được yên. Lúc này nếu như lão tử đứng dậy, cậu nói sẽ thế nào? Chắc chắn là rất kinh động. Có điều chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Ấy, ngươi đang tìm ta sao? Mạc tiên sinh, cậu không cần phải miễn cưỡng, tôi có thể giúp cậu đối phó. Người ta muốn tìm là Mạc Chân Nhân, ngươi đứng ra đây làm loạn là muốn chết hay sao? Ta chính là Mạc Chân Nhân mà ngươi muốn tìm. Mạc Chân Nhân thực sự là ngươi?
bọn ta cuối cùng cũng có cơ hội diện kiến rồi. Mạc chân nhân, đối phương là khí canh cao thủ, nhất định là phải cẩn thận. Mạc chân nhân, vinh quang hay là nhục nhã, tất cả đều trông cậy vào cậu. Cái gì, hắn thật sự là Mạc chân nhân? Dạo gần đây luôn nghe tới Mạc chân nhân, không ngờ lại trẻ như vậy. Nếu như không phải để mặt Yên Nhị ra, thì bọn họ đâu xem trọng hắn như vậy chứ. Ta làm thế nào cũng không tin tưởng hắn. Làm sao có thể có chân nhân trẻ như vậy? Hắn rõ ràng chỉ là một học sinh. Người có nửa điểm nội lực, làm sao có thể giết chết ta được đây? Lẽ nào ngươi dùng súng đánh nặng? Ngươi dùng súng đánh nén? Ta mà cần dùng súng? Ta không tin. Cái gì khí? Cường giả khí canh? Khí canh cảnh mà lại bị... Lão tử phải giết ngươi, giết ngươi! Dầm! Ta cho phép ngươi đứng dậy sao? Mạnh quá! Mạc chân nhân, rốt cuộc là sở hữu sức mạnh khủng bố như nào vậy? Đê tiện, vô sỉ! Ngươi chẳng qua là tập kích bất ngờ mà thôi. Có bản lĩnh thì thả ta ra đấu một trận với ta. Cũng được. Vậy để ngươi thua tâm phục khẩu phục. Búp! Bịch! Đã ngươi nếm thử sự lợi hại của bán long môn. Đây là chiều tịnh công của bán long môn. Năm đó có một người càn quét ba tỉnh Giang Nam, chiêu thức sử dụng chính là chiều tịnh công này. Nếu như không phải là được tiêu thiên sắc chấn áp, Giang Nam sớm đã... Mới qua 3 năm thôi đã xuất hiện trở lại rồi. Bạc tiên sinh cẩn thận. Tiểu tử nhìn cho kỹ đây. Hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Mạc Lam! Sao có thể, sao có thể chịu được quyền pháp của ta? Đi chết đi, bốp bốp bốp. Chết đi cho ta. Ôi trời đất ơi, ngươi quá yếu. Ngươi nha, chỉ như vậy thôi sao? Ngươi chẳng qua có tốc độ nhanh mà thôi, nhưng đừng mơ phá được khí canh của ta. Vậy sao? Xuyệt, rắc rắc rắc. Như này mà cũng muốn đánh bại ta? Không dễ như vậy đâu. Ngươi vốn dĩ không phải là người có chiêu thức, có chiêu thức cổ võ như mọi người vẫn đồn. Ngươi chỉ là thiên sư tá pháp, tất cả chẳng qua chỉ là hư ảo mà thôi. Nói như vậy có chút quá đáng thương nha. Mà thôi, để ngươi mở mang tầm mắt cho các ngươi thấy tiền. Bổ thiên tập tứ thủ, đệ nhất thức. Bài vân. Duyệt. À, mau đỡ đấy, mau đỡ đấy đoàn tam gia. Bịch. Ây à, tiêu rồi. Trời ơi, mạnh quá. Một trưởng đã đánh bay cao thủ khí canh. Đó là nhất chiêu lăng không. Một lần sử dụng đã khiến đối thủ bay xa hơn 10 mét. Đây rốt cuộc là thần thánh phương nào? Ta muốn bái sư. Từ nay trở đi, danh tiếng của Mạc chân nhân nhất định là vang dội khắp tỉnh Giang Nam. Người như này nhất định là phải kết giao. Mạc chân nhân không phải là người. Mạc chân nhân, ngươi là thần. Mạc chân nhân bị thương, cậu ấy đang cố tỏ ra là mình ổn. Nếu như cậu ấy thực sự ổn, sao lại có biểu cảm như vậy? Một nam nhân mạnh mẽ như vậy ở bên cạnh cậu ấy nhất định là sẽ không cảm thấy cô đơn. Tất cả mau cút ra cho ta. Mạc chân nhân, cái gì? Ta nhổ. Ta mới là thiên hạ vô địch.
Cái gì, tên tiểu tử này thế mà vẫn có thể đứng lên được, lẽ nào chưa khủng bố vừa nãy? Chỉ là đốt mã xe củi. Ngươi đừng cố tỏ vẻ, cái miệng cũng chảy máu rồi, chưa vừa nãy hao tổn không ít nội lực của ngươi phải không? Ngươi cho dù có dùng tà dược cũng chỉ có thể miễn cưỡng đi bộ lên là thôi, muốn chết đánh, nhất định phải đánh. Mối thù của bản năng môn ta sao có thể không trả? Nhưng không nhất định là phải đích thân động thủ. Tà Vương huynh, tên mặt chân nhân này biết thiên sứ tà pháp, rất thích hợp làm đối thủ của ngươi, còn nợ gì mà không ra tay đi. Tà tu là hắn. Hóa ra là tà tu thực sự ở đây. Đầu rồi con rùi cổ, nếu như không xuất hiện, thực sự khó mà tìm được ngươi. Ngươi sớm đã biết ta, không giả vờ chảy máu một chút có thể dụ ngươi ra hay sao? Giống nhau cả thôi, giống nhau cả thôi. Ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Ha ha, ta lộ diện đây. Đây là âm linh tu tà dưỡng, mọi người cẩn thận. Chết tiệt thật, hải ngoại đoàn gia, các người thế mà lại cấu kết với tà tu, ta khinh. Các vị đừng hoảng, hôm nay không có ít đạo trưởng, linh căn này chỉ là chuyện nhỏ, không có gì đáng lo ngại. Mà chân nhân nghỉ ngơi đi, ở đây giao cho chúng tôi xử lý. Đúng, mà chân nhân, bắt quỷ cứ để chúng tôi, chúng tôi là hành gia. Nguyệt Súc, ngươi thế mà đã luyện ra bách quỷ dạ hành, loại tạp thuật độc ác này. Số chết trong tay của các ngươi cũng không ít đúng chứ? Đều sống xa như nhau cả thôi, còn tỏ vẻ thanh cao làm gì? Bách quỷ dạ hành, ngươi muốn tất cả mọi người ở đây biến thành quỷ hay sao? Mọi người đừng để bị âm linh này phụ thể, nếu không vĩnh viễn sẽ trở thành con rối vô tri, làm cái gì cũng không thể theo ý mình. Bách quỷ loạn vũ, tản! Mà chân nhân, cứu mạng, cứu mạng! À, cứu mạng, đạo trưởng cứu mạng! Mau tới chỗ của mặt chân nhân. Ở bên cạnh hắn, âm linh không thể dám tiếp cận. Đáng chết thật, số lượng quá nhiều. À ha, sao vậy mặt chân nhân? Kiểu quỷ chi thuật, đồ vô dụng, búp! À ha, mặt chân nhân cái gì? Không phải đứng trước mặt của tà vương ta, vẫn phải run rẩy đó thôi, không dám lên tiếng. Mà chân nhân cứu mạng, mà chân nhân cứu mạng. Có thánh khí, toàn thiên hạ không ai có thể là đối thủ của ta. Thiên hạ không có ai là đối thủ của ngươi. Có thiên hạ như vậy sao? Vạn pháp hóa thiên nôi. Duyệt. Chỉ là một con sâu nhỏ mà thôi, mà cũng dám khoa trương trước mặt của ta. Muốn chết, chết! Ngươi thế mà lại có thể điều khiển được thiên lôi. Không thể nào, không thể nào. Gan cổ tà tu ngươi cũng không nhỏ đâu, dám tới đây tìm ta đối kích. Ta đương nhiên là cũng không thể phụ ý tốt của ngươi, tiện đem ngươi đánh đến hồn. Chết! Giờ thì tới lượt ngươi. Đừng giết ta, ngươi không thể giết ta. Ta là người có bản năng môn, sư phụ của ta sẽ giết người nha. Đó là ai? Có đủ khả năng để gây ra thiên lôi thôi đã đủ lợi hại lắm rồi, thế mà còn có thể nắm chặt thiên lôi dùng lưu tiên để công kích. Ta không phải là đang nằm mơ đấy chứ? Thực sự là có thể điều khiển thiên lôi, thật quá sức tưởng tượng. Đây mới đích thực là cường giả. Các người mau nhìn kìa, hai đấu cho tàn đó hình như là hai người. Thiên lôi không ngờ trực tiếp đánh cho tà vương và đoàn tam bá cháy sạch rồi. Từ hôm nay trở đi, ta xin nguyện nghe theo mọi sự sai khiến của Mạc chân nhân. Tôi nguyện nghe theo sự sai khiến của Mạc chân nhân.
Ba tỉnh Giang Nam tôn kính Mạc Chân Nhân. Bọn tôi đều rất là thành tâm, xin Mạc Chân Nhân nhận cho. Xin nghe theo sư phụ dạy bảo của Xin nghe theo sự dạy bảo của đế sư. Không cần đa lễ, đa tạ chân nhân. Mạc chân nhân như này quả thực là quá tốt, quả là nhặt được núi vàng, đặt đúng cửa của chân long rồi. Nếu như ta có thể, Yên nhị gia, Ninh tiểu thư, các người đã vất vả một chút rồi. Các người phải vất vả một chút thay ta xử lý lốt mấy việc còn lại rồi. Rõ chân nhân. Nào nào, Mạc chân nhân, đây là 10 người anh em của Giang Nam ta, đều là những người ngưỡng mộ ngài. Đây là chút thành ý của các huynh đệ. Cảm ơn, nhưng không cần quá câu nệ. Nhị gia người cũng biết, mà tiên sinh thích là cổ võ bí tịch, yêu sách không thích tiền tài. Ta cũng có sở thích giống như là Mạc chân nhân. Đúng rồi, Mạc chân nhân, tóc của ngài. Không sao, qua 2 tiếng nữa là sẽ trở lại bình thường thôi. Ta phải đi rồi. Mạc chân nhân, còn tiệc mừng công thì sao? Đúng vậy, để bọn ta tiếp đãi ngài đi. Phải đi rồi, ngày mai còn phải lên lớp. Dùng không nổi vài lần. Sao vậy? Mạc chân nhân, phía trước có một cô gái xinh đẹp, nói là ngài đã có hẹn trước với cô ấy. Là ai? Tôi không rõ. Cô ta nói cô ta không nhận, cô ta đã nhận tiền phải tới tìm ngài. Còn nói là can tỷ tỷ của ngài chính là chiếc xe phía trước. Can đệ đệ, cô tới đây làm gì? Can đệ đệ, đợi tối nay sẽ gặp nguy hiểm đó. Vốn dĩ tỷ tỷ ta đây kiếm được chút tiền muốn nghỉ ngơi mấy ngày, có điều tối nay nhìn thấy có người trả 100 triệu để giết đệ, ta liền cấp tốc tới tìm đệ. Vậy cô nào muốn tới đây giết ta? Can tỷ tỷ sao có thể giết can đệ đệ được chứ? Tỷ có thời gian 3 ngày, mau lên xe đi. Dẫn theo đám người đó, ngược lại còn làm hại họ. Hùng gia, các người mau quay về trước đi. Không cần đi theo ta nữa. Rõ. Anh hùng khó quải mỹ nhân. Ai muốn giết tôi? Ôi hoàng tử, hãy tha thứ cho người em gái. Tôi làm sao mà biết được, tôi đã sắp xếp tương đối ổn thỏa rồi. Nhưng vẫn có người xem trọng tiền tài, chỉ cần có tiền, việc gì họ cũng dám làm. Bị trúng lời nguyền. Không ngờ sau khi cậu nhuộm tóc thành màu bạc này lại trông ngầu như vậy, tôi có chút rung động nha. Nhiệm vụ ám bảng của các cô có thời hạn hay không? Không có. Sứ mệnh được giao nhất định là phải hoàn thành, sau khi hoàn thành sẽ được lãnh thưởng. Vì vậy, cậu có tài sản gì để lại, nhớ là chia cho tôi một phần. Boom. Tới rồi. Đáng chết thật, chiếc xe sang trọng này của lão Lương. Cậu qua lái xe đi, lão Lương phải xem rốt cuộc là tên khốn kiếp nào. Ấy, xe vẫn còn đang chạy đó. Thật là. Đạn này là bạch cốt. Tên này thế mà lại đích thân ra tay. Boom. Yeah. Bạch cốt, tên khốn kiếp nhà ngươi, lão Lương phải giết ngươi. Làm xuống. Hắn dám động thủ, nếu như còn bắn phát nữa, e là sẽ mất mạng. Đáng ghét, mình còn chưa có bạn trai. Nha. Đoàng đoàng đoàng. Thôi kệ đi, chiếm tiện nghi của tên này một lần vậy. Ây da, cậu có biết lái xe không vậy? Tên đáng ghét này đây. Đây đã là lúc nào rồi mà còn nghĩ mấy chuyện linh tinh đó chứ. Kích thích quá rồi. Nha. Cô có thể ngồi dậy một chút được không? Tôi cần nghe điện thoại. Cậu,
Cậu, đấy là điện thoại. Đương nhiên là điện thoại rồi, vậy cô tưởng là cái gì? Tôi đương nhiên biết là điện thoại rồi. Mình đã nói mà, không thể nào to như thế được. Cậu lấy một thứ đồ vốn không thuộc về tôi. Được rồi, nếu như tôi đã lấy rồi thì sẽ là của tôi. Canh ba nửa đêm rồi, ai còn gọi điện cho cậu? Bạn gái à? Nhìn tôi làm gì? Lại không phải tôi gửi cho cậu. Cô có thể ngồi dậy hay không? Cậu muốn tôi đi chết sao? Còn có lương tâm không vậy? Đi qua đoạn đường này rồi, tôi nhận thấy không còn nguy hiểm, không sao. Tôi không ra. Tôi ngồi là việc của tôi, cậu lái xe là việc của cậu. Ấy, tới rồi. Cô còn muốn đi đâu? Vậy, cô cứ từ từ mà ngủ đi. Xem ra kiểu tóc này khiến người khác kinh ngạc quá rồi. Bạn học sinh kia, đứng lại cho tôi. Cậu ở lớp nào? Bạn học sinh không coi quy tắc ra gì như cậu. Tôi nhất định là phải trừ khử. Anh chàng này ngầu quá đi. Người ta nhuộm tóc màu này trông rất là ưa nhìn. Tóc của tôi không phải là nhuộm. Cậu coi tôi là thằng ngốc hả? Không phải nhuộm. Cậu tưởng rằng cậu ăn thần chu tinh tinh một đêm tóc liền hóa trắng hay sao? Chủ nhiệm, học sinh không hiểu chuyện ấy mà. Sắp vào tiết rồi, chi bằng trước tiên để học sinh này lên lớp đi, sau khi tan học rồi thì để cậu ta quay về nhuộm lại, không phải sẽ tốt hơn sao? Lão Lương, ông xem chuyện này thì liên quan gì tới ông? Quản việc đâu. Chủ nhiệm Vương, cậu ta là Mạc Lam. Hôm qua em cùng cậu ta còn có mấy học sinh khác chơi trò cosplay, tóc còn chưa kịp nhuộm lại. Cậu ta không phải là cố ý vi phạm quy tắc đâu. Nếu như thầy khai trừ, không phải có phần là quá đáng hay sao? Ồ, hóa ra là như vậy. Vậy cho thời gian một ngày. Ngày mai không muốn nhìn lại thấy tóc tai cậu như thế này nữa. Lão Nương, giao cho ông trông chừng, ngày mai cậu ta còn để tóc trắng đến trường thì cả ông và tên nhóc này đừng tới nữa. Rõ. Chủ nhiệm Vương yên tâm, tôi nhất định là sẽ đích thân đốc thúc cậu ta nhuộm lại. Vũ Đồng, cảm ơn. Mạc Lam, cậu thực sự là có chút tiến bộ không có? Thành tích của bản thân cậu như nào cậu còn không biết hay sao? Cuối tuần cậu không học thêm thì thôi, thế mà còn chạy tới Thạch Kiều trấn chơi. Thật hết thuốc chữa với cậu. Cậu có phải là đã làm gì đó khiến Tử Chiết và San San khó xử phải không? Không cần phải phủ nhận, San San khi quay lại đã gọi điện cho tôi. Có điều cậu rời khỏi không trường, không cần tỏ ra quen biết năm gia chúng tôi. Chúng ta không có liên quan. Bỏ đi, mỗi người đều có suy nghĩ riêng, có miễn cưỡng cũng không được. Buổi chiều sau khi tan học, Tiểu Nam, tóc của cậu ta còn bạc hơn là tóc của tôi, người trẻ tuổi. Làm gì mà nhuộm tóc thành màu này thế? Ông Nương, cháu không phải là cố ý nhuộm màu này. Biết rồi, cậu theo ta về nhà đi. Cháu gái của ta có rất nhiều thuốc nhuộm, dùng cũng không hết, ta bảo nó nhuộm lại giúp cậu. Lại không cần tốn tiền. Không cần đâu, cháu tìm một tiệm cắt tóc bên ngoài thì được rồi. Tiểu tử cậu thật là, nếu như ngày mai còn để tóc trắng, tôi không phải sẽ mất việc rồi sao? Đi thôi. Đi thôi. Chính là ở đây. Môi trường ở đây có kém một chút, cậu đừng để ý, lát nữa cháu gái của ta sẽ đi học về. Cậu ngồi đây đợi một lát đi. Ông Nương, những thứ này đều là do ông tự trồng hay sao? Đúng vậy, tự trồng đó, cũng yên tâm hơn. Cậu xem hai miếng đất này, đoán thử là cái gì? Cây thuốc lá. Cái này mà cậu cũng biết, ta còn tưởng rằng những người trẻ tuổi như cậu còn chưa từng nhìn qua. Cháu lúc nhỏ đã từng nhìn qua, ông trồng cái này làm gì? Tự mình hút một ít. Cũng bán được một ít. So với việc bỏ tiền ra mua thì tiết kiệm không ít. Hà tất là phải vất vả như vậy. Nương của ông cũng đủ mua thuốc lá rồi phải không? Mấy năm nay nương ít đi rất nhiều, và vị trí khác cũng vẫn như cũ.
chỉ có cổ ta là ít đi một chút. Có điều không sao, ta cũng sắp nghỉ hưu rồi, cũng có chút tiền nghỉ hưu. Vậy xem cái hồ này thế nào, ta định sau khi nghỉ hưu sẽ bán nơi đánh cá, tiện thể nuôi một ít cá. Có gì đó không ổn? Băng Hàn khí tức trông rất là bình thường, rất không bình thường. Dưới đáy hồ này có gì đó rất là kỳ lạ. Ông nội, ông hôm nay sao lại về sớm thế? Không cần tăng ca hay sao? Có cơm chưa ạ? Là Tử Quỳ quay về rồi, hôm nay đi học có mệt hay không? Không mệt ông nội. Con nói với ông, con hôm nay rất là xui xẻo, đã hẹn đi học cùng Tô học tỷ. Con tưởng rằng có thể nhìn thấy tài tử âm nhạc đó. Ai biết hắn sớm đã đi rồi. Tài tử âm nhạc gì? Bác sĩ của con hay sao? Không phải Dịch Tấn mà là Mạc Lam học trưởng. Đã trôi qua nhiều ngày như vậy rồi, con thế mà vẫn chưa gặp được cậu ấy. Ông nội, ông nói xem con với cậu ấy có phải là không có duyên phận hay không? Tô học tỷ nói thành tích kỳ trước của cậu ấy không tốt. Cũng không biết cậu ấy thi đại học có thể đỗ không. Con tự mà hỏi cậu ta thì được rồi. Ông nội, con không phải là nói với ông rồi sao? Con đã nhiều ngày không gặp cậu ấy rồi. Nghe này ý trời, sau này sẽ không gặp được cậu ấy rồi. Con cũng phải tỏ vẻ không quen biết. Tôi sẽ báo danh vào Đại học Yên Kinh. Cậu là Mạc Nam, đừng đột tới nhà cậu thế này, đã quấy rầy rồi. Xấu hổ chết mất. Cậu ấy tại sao lại đột nhiên xuất hiện? Những lời lúc nãy mình nói, không phải là cậu ấy đã nghe thấy hết rồi chứ? Chuyện gì đang diễn ra vậy? Không phải cháu đã bị dọa bạn ấy sợ rồi chứ? Không sao đâu, cậu đợi một lát đi, ta đi kêu nó ra ngoài giúp cậu nhuộm tóc. Nửa tiếng sau. Làm phiền cậu rồi, vừa nãy tôi thất lễ rồi. Cậu rất đáng yêu. Kỳ thực chúng ta đã từng gặp nhau, tôi tên là Lương Tử Quỳnh. Đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau, lần đầu tiên là ở lễ trưởng thành. Tôi nhớ cậu là tiểu học muội đã giúp tôi cầm micro. Ý, cậu còn nhớ tôi? Vui quá đi, tôi còn tưởng rằng cậu quên tôi rồi. Cậu không cảm thấy gì kỳ lạ à? Ông nội của tôi đối xử với cậu rất đặc biệt. Kỳ thực trong tên anh trai của tôi cũng có một chữ Nam, bởi vì đụng xe bố mẹ còn có anh Nam, bọn họ đều đã. Lúc tôi còn rất nhỏ, bố của tôi đột nhiên mất tích, cho đến tận bây giờ vẫn chưa quay lại. Nỗi đau của cậu tôi rất hiểu, vì vậy không cần phải sợ. Giờ em lại có thêm một Nam Kaka. Em chuẩn bị nhuộm đây. Tay nghề của em rất là thuần phục nha. Cũng tạm thôi. Thời gian kỳ em nghỉ thường nằm ở một tiệm cắt tóc ở ngã tư. Bình thường cũng hay giúp ông nội nhuộm tóc. Lúc bình thường làm chủ trì tiết mục, để tiết mục đạt hiệu quả tốt nhất, cũng thường tự nhuộm tóc cho mình nhiều màu khác nhau. Xong rồi, giờ anh ấy nước cội qua. Tối nay về nhà em không cội đầu nữa. Không cần cội đầu nữa, em đi trước đây. Tối như vậy rồi sao em còn ra ngoài? Em còn làm thêm ở quán bar. Sắp muộn rồi, đi trước đây, ngày mai gặp lại. Một tiếng sau, Tiểu Nam ăn cơm thôi. Nước hồ này quả nhiên là có điểm kỳ lạ. Đáy hồ phải không? Vậy mình sẽ đích thân đi xem thử. Nước hồ này có hàn khí, đó là gì? Hóa ra là ngũ nôi. Ngũ ninh hội tụ chi địa nhãn. Mình đã gặp rồi. Vậy linh khí ở đây chính là của mình. Hút hết âm khí ở đây, hàn khí có nhiều lợi ích cho ông nương và người nhà. Cùng hấp thu nào. Chết tiệt, lại là ngươi. Tiếng gì vậy? Tiểu Nam, cậu tuyệt đối là đừng ngã xuống hồ. Tiểu Nam, sao thế? Ây da, có người rơi xuống hồ rồi. Tiểu Nam kiên trì lên, mau gọi 120. Lão Lương à, ông bơi không giỏi, còn muốn nhảy xuống hồ cứu người. Mạc Nam là khách của tôi. Tôi cho dù một mạng đời một mạng cũng phải cứu được nó. Cậu nhất định là phải kiên cường lên. Người đâu, mau tới đây giúp một tay. Cẩn thận, không sao rồi. Ngừng thở rồi.
Đây là cậu học sinh tới làm khách nhà ông sao? Không thể nào không. Tiểu Nam, ta đưa cậu đi bệnh viện, mau tỉnh lại đi. Cậu đừng dọa ta, Tiểu Nam, cậu mau tỉnh lại. Kiên cường lên, sắp tới bệnh viện rồi. Nhất định là không sao, sắp tới nơi rồi. Sao thế? Với nước cứu người. Chuẩn bị dụng cụ cấp cứu, được. Nếu như không phải mình kéo Tiểu Nam tới nhà làm khách thì đã không xảy ra chuyện này. Hơi thở rất yếu, lập tức chuẩn bị bình oxy.